Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là cái video đầu tiên. Vâng, và đúng là một cái video đầu tiên với cái sự góp mặt ở trong cái video này là một con cá mập hồng. Đây là cá mập mẹ. Con cá mập mẹ đu ấy. Nhưng con này nó đây là một con cá mập 4 mét của một em trai người Lạng Sơn. Đặt mình các bạn ạ, cái 3K vai Shimano nan xanh đen VIP. Vâng, cho các bạn thấy ở đây đang được cõng trên mình dàn bò D70 15 quả 4 mét. Bình thường thì là mình 4 mét rưỡi mình mới cho cõng. Thế nhưng hôm nay nhà mình bí quá các bạn, bí sao quá, bí rồi dí tạm các bạn ạ. Không biết có lên được không? D70 15 quả. Bất lên ok ngon lành hay không? Nhưng con này thì mình làm cho em nó cõng sáo hơi nặng một chút. Đấy, để cho em nó sau này có sáo to, sáo nhỏ nó đều cõng được. Con diều 4 mét cá mập hồng. Để cho anh em xem. Nhảy. Này nó bị tuột. Này nó bị tuột. Dây nèo nó hơi to các bạn ạ. Hết dây làm nèo. Cái làm cái dây nèo nó hơi to. Dí tạm dây này. Bí thì lại dí tạm thôi. Một con cá mập tôi sẽ dựng lên. Cá mập hồng. Con Thanh này ra đây dựng với anh ạ. Đây, một con cá mập hồng các bạn ạ. Siêu cá mập. Đây nó gọi là gao cá mập. Gao. Quá to quá. Quá là cả hàng tiều lên mấy áo con rồi ạ. Đấy các bạn ạ. Đây. Anh em ơi, đây là chân dung của con diều cá mập 4 mét các bạn ạ, rất là nổi. Nói là em trai chơi hồng nam tính rất là nổi luôn. Đấy. Một con diều 4 mét và giá thành con này thì mình đang làm là 1 triệu trên 1 mét đấy anh em nhé. Đấy, con này của bạn ấy là 4 triệu. Rất chất chơi luôn, không biết bạn hồng lớp mấy. Thế nhưng mà rất chất chơi. Bảo hành con diều này cũng là 1 năm. Đấy, giấy trên trẻ nam nào đèn miễn phí này đấy. Anh em nhé. Văn Thanh buộc cái này hơi lỏng, nó tuột tẻ ra. Đây, ngày hôm nay gió khá là đẹp để test được cái con diều này. Phải nói là được, đẹp. Thằng em ra đặt hiệu mình này khả năng là nó tính nó cũng gần tựa như mình các bạn ạ. Thích màu hường và ghét sự giả dối anh em nhé. Đấy, bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa. Sau khi làm xong diều tôi chỉ muốn test ngay vào luôn thôi. Tôi chỉ muốn thả ngay vào luôn thôi. Thả xong tôi để đỗ luôn. Riêng con này tôi sẽ thả hết dây. Vừa làm xong cùng lúc đấy. Vừa làm xong cùng lúc đấy luôn. Thả luôn. Đấy, anh em bây giờ đợi mình nó đi ra tít đường kia nha các bạn nha. Văn Thanh cầm máy. Quả này thì quả này đâm lên nó kêu thì ối dồi ôi luôn. Dàn bò này có bán anh em nhé. Cái gì mình bán. Anh em có thể gọi tôi là ba đa cấp. Dân chơi. Ôi ba đa cấp. Tôi tất cả các thể loại nghề luôn. Không thiếu một thứ gì cả. Bi quá tôi ra đứng đường được nhé. Đứng đường anh em chỉ có Minh Trần đứng đường thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của Minh Trần nhé. Sau này nó làm những video đứng đường ấy. Chạy bao. Nào Minh Trần đi cầm dây đây. Chạy tít rồi nhá. Chạy. Con này thì bao. Nói chung là tất cả diều tôi làm. Ôi máy à máy. Tất cả những con diều mà tôi làm cho anh em đến giờ phút hiện tại bây giờ thì là bao gió. Đảm bảo 100% đèo giữa thì bắt đầu mới đâm rồi anh ơi. Con này thì Văn Anh có thể ra đằng sau nhá. Tôi nghe có vẻ con này nó cõng dàn này vẫn bồng bềnh lắm các bạn ạ. D70 15 quả. Cân rưỡi. Cân rưỡi hay cân 7 tôi không nhớ được, nó tầm khoảng cân rưỡi cân 7. Vẫn ok.
đâm lên cái nó lên mà. Đừng làm dối đây nữa các anh ơi. Mày ra tận cuối đường ấy. Không làm mất nhiều thời gian của anh em, sau đây tôi sẽ đâm cho anh em xem cái con này. Rồi, rất là phí luôn. Anh em chuẩn bị bật mắt loa để tôi nghe lại nhá. Xem con này nó lên nhá. Biết là nó lên nó sẽ như thế nào đây, nó kêu như thế nào đây. Táo buộc hơi lệch anh em ạ. Ngoài lên kêu ôi ôi. Nào cắn đi. Cắn đi, gió to lắm. Nào mắt loa để tôi nghe lại anh em nhá. Cắn đi, lên. Phải nói là nó khét váy lạ luôn các bạn ơi, lâu lắm rồi mới chơi bò khét váy lạ rồi đây. Lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại với bò. Bò nó vẫn là chân lái anh em ạ. Váy bò là quá lắm màn. Về đây đây, về gần đây. Anh em nghe nó rít rồi. Rít. Rít. Lên rồi anh em nhé. Lên rồi, kêu to vãi đạn nè. Kêu to là màu vàng luôn. Bây giờ hơi bị ưng cái bụng ấy anh em ạ. Úi giời, dạ cá mập. Úi mẹ cá mập có khác. Đây cá mập mẹ nhá, cá mập mẹ cho chú đu đu nhá. Đi vào đây đi. Đi vào trong mát này mày, bộ eo đứng chỗ nắng quá. Nắng cái đạn này. Đủ khét thật sự rồi em ạ. Khét vãi đạn. Quá kinh khủng khiếp. Con này thì hiện tại đến giờ phút này là chưa độ đủ với anh em ạ. Chưa độ riết gì cả. Tôi mới làm trơn thôi. Mới làm trơn mang ra test luôn. Gió to quá các bạn là chơi luôn. Không phải độ, chưa độ. Lùi đây, cứ lùi đây. Gì là nó chào ấy. Nó chào, nó kêu thôi rồi luôn. Chào bớt gió ấy, đòi dây ấy. Gì yeah, nhìn cái dàn tháo to ăn cả thiểu kìa. Gì yeah, nổi tê à. Anh em ơi, cá mập nhìn từ đường trước nổi vãi đạn này. Đi về đây. Gì yeah. Bò đấy anh em ạ. Chân ái của tôi đấy. Úi giời. Nó cứ phải gọi là easy luôn anh em ạ. Mình bóng mà đang cho dây vào đây anh em nhá. Đấy. Tôi nói chung là kiểu dạng như cô thương anh em ạ. Đến cái tầm đâm diều thả dây như thế này lại rất là mát đấy. Mây bắt đầu nó che mặt trời. Ôi giời ơi, đây là những cái tiếng gọi mà những cái tiếng đam mê các bạn ạ. Đây là cái tiếng mà nó gọi là xóa đi, gọi là những cái cơn mệt mỏi sau một cái ngày làm việc của tôi. Dạo này thì các bác nông dân mới dễ bò đấy. Bò vách xốp anh em nhá. Nói rõ anh em, bò vách xốp luôn nhá. Bảo anh âm đến tận lúc vỡ rồi, mất âm lại chỉnh, mất âm lại chỉnh. Đói. Hình thức không kém cạnh ai. Đói. Âm ủng không kém cạnh ai. Dạo này các cô dì chú bác ở vùng quanh đầu này, các bác nông dân ấy dọn đường ở chỗ tôi sạch sẽ các bạn ạ. Thế cho nên là thả diều thì cực thích luôn. Đấy. Tay tôi bị đứt này, đang đau rồi nè. Ôi giời.
cõng cái dàn sáo nhìn trông toan cả diều vẫn bồng bềnh nhỉ. Nào, mình muốn đi về, đi về kia, đi về kia. Đi về chỗ mát này. Căng không? Căng vãi đạn. Cái lúc mới lên bắt đầu cơ. Ồ, lúc đấy. Lúc đấy khung nó hình chữ C anh em ạ. CU. CU su. Nào, ui sự đỉnh đầu à. Khéo nó vào con đấy. Thanh ơi. Nào Minh, cho ba xin cái cảm nhận căng không? Được. Được không? Sướng. Sướng không? Chơi như này nhỉ? Tí nhất người. Tí nhất người. Thả dây đi, đừng cho nó vào con. Con này nó hay lắc sang bên phải này để lấy dây này. Đấy, thả luôn đi. Ôi giời ơi. Tông Miêu hân hạnh tài trợ chương trình này nhá. Nào, cầm. À, đấy, cho Thanh thử cầm. Cho Thanh thử cầm đứng trước đấy, cho nó vươn. Nặng không? Quá lẻo, sướng lắm. Yeah. Nó còn như thế này. Yeah. Nó lên đỉnh quá đấy. Nó lên đỉnh đầu quá đấy, gió đang quẩn đấy. Bắn dài dài ra. Lại tối không? Ừ. Đây. Đây. Phải phanh được. Không phanh được nó lại bị mà. Đấy. Này, bắt Thanh cầm lên. Cho anh trải nghiệm làm sao. Tôi sẽ trải nghiệm tay trần. Đây, mỗi thằng một bên nhé. Đấy. Anh em thấy không? Áo đôi, thả diều đôi luôn. Ui, khéo. Vào con bé. Nào, anh em đi ra đằng sau tôi sẽ cho anh em xem tuôn dây. Lúc nó vươn. Đấy. Rồi, thấy diều không? Nữa đi. Kệ nó, bắn hết dây mà. Ngày mai thả con này hết dây luôn mà. Ui, kéo vẫn lắc lư đây. Lắc lư bồng bềnh ấy, sáo nặng. Sáo nặng. Bí dí nó khổ, con như con cá mập này nó khỏe đi. Hồng gọi hồng nam tính đấy. À. Ui, dữ à. Wow. Yeah. Tài trưởng lắm. Ui là nó lại vào trong cái đám mây đen nó càng nổi kìa. Cắn rồi. Quá cắn rồi anh em ơi. Đoàn ghen sắp rồi lắm, đéo diều thả. Mút vãi đạn. Hay dã dàn hòa còi 120 nữa này. Đấy thả đi. Tiếp tục thả đi. Thả cái tầm đổ gió thôi. Không bắt đầu lại buộc. Trung gốc chứ nhỉ. Trung gốc rồi. Ôi, anh em này lại bắn rơi. Bắn bằng hết thôi. Ôi giời. Lâu lắm nó mới có một cái cơn gió nó gọi là đã như thế này các bạn ạ. Quá trời đã luôn. Lâu lắm rồi tôi mới lấy lại được cái gọi là cái tinh thần chơi diều mà cái cảm giác nó sảng khoái như thế này. Ôi, con bé còn quay đảo gió kìa. Đúng thật. Nhiều bé. Trao lấy gió. Trao ra ngoài, nó lên cao quá. Nó lên đỉnh quá, đỉnh đầu ấy. Quá đỉnh đầu là nó ra ngoài. Này có bao nhiêu dây đâu, con phải lo. Mẹ, quả này không có lên nó zip thì thôi rồi, quá dã man luôn. Khi anh em đến với tôi ấy, anh em đến với tôi thì chỉ có bò đây, bò đó là chân ái anh em ạ. Bò đấy, bò lâu lắm rồi thì tôi không chơi bò. À, tôi có bao giờ tôi chơi bò đâu, chỉ có thằng Minh nó chơi, Minh nó chơi con bò thôi. Ngoài là bắt đầu zip rồi. Yeah. Yeah. Hình chữ C luôn rồi. Hình chữ C luôn rồi anh em ạ. Hàng một, chưa độ nhá. Hàng chưa độ điếc thì cả hàng mọc thôi. Cá mập quá đỉnh cao luôn anh em ạ. Cũng lâu nghe rồi tôi mới động tay vào những con diều to như thế này. 4 mét gọi là to rồi. Dây thả 5 mét. Quá khủng khiếp. Dây thả 5 mét. Dây để thả 5 mét. Căng như này. Dây con này là dây để thả 5 mét anh em ạ. Mà nó vẫn thẳng. Mà nó vẫn thẳng. 4 mét nó cong con bò cơ bản nó nặng nó đì diều không. Yeah. Thẳng tưng đỉnh đầu nó kiểu như kẻ chỉ các bạn ạ. Quá đỉnh rồi. Vào mây rồi, vào mây rồi, vào mây rồi. Giúp quay. Đi buộc đi. Đi buộc đi. Đi buộc đi.
mình lôi bốt dây lại để đi buộc ấy. Cầm chắc nhá. Bây giờ tháo cái này là ấy đấy. Tháo cái này mà tuột tay là xin vĩnh biệt cụ ấy. Nào, đi xuống dưới kia đi. Thôi đi về xong lắp 7 mét là chinh chiến rồi. Ngày hôm nay thả 3 con thôi. Gốc cây này nó sắp chửi mình rồi. Đau lắm rồi đấy. Rồi. Thả đi. Vâng, một tiếng bò kêu gọi trong những buổi trưa hè. Chắc rồi. Tiếng bò kêu gọi trong những buổi trưa hè căng biếc các bạn ơi. Hiện tại tôi vừa mới thả được 2 con. Quá trời sướng luôn. Cảm xúc của tôi lúc này không còn gì để nói nữa rồi. Chỉ biết cảm ơn tất cả anh em thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Anh em nào cảm thấy video tôi hay thì nhớ cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Và nhớ đăng ký thêm kênh của Minh Sần anh em nhé. Ok, Minh Sần chỉ chờ đợi tôi.